Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 106. Chuyện múc nước. Tiền thân Udankani. Hạnh phúc đời sống tôi. Câu chuyện này khi trú ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về sự cám dỗ của một thiếu nữ béo mập. Câu chuyện này sẽ được kể trong Tiền thân Kula Tarada Kasaba, trong chương thứ 13, số 477. Bậc đạo sư nói với tỷ kheo ấy: "Có thật chăng, này tỷ kheo, ông bị luyến ái?" Khi được trả lời là thật có như vậy, bậc đạo sư hỏi: "Ông luyến ái ai?" Tỷ kheo ấy trả lời: "Tôi luyến ái một thiếu nữ béo mập." Bậc đạo sư nói: "Này tỷ kheo, người thiếu nữ này đã làm chuyện không tốt lành cho ông. Thuở xưa, cũng vì thiếu nữ này, ông đã gặp nạn, đi lang thang dao động. May nhờ có bậc hiền trí, ông mới lấy lại an lạc." Nói xong như vậy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, chuyện này đã xảy ra. Câu chuyện này sẽ được kể trong Tiền thân Kula Narada Kasaba. Lúc bấy giờ, Bồ Tát vào buổi chiều mang trái cây đi đến am thất bằng lá, mở cửa và nói với con trai là Kula Tabasa, vị tiểu khổ hạnh: "Này con thân, trong những ngày trước con đã đem củi, nước uống, thức ăn và đốt lửa, nhưng hôm nay con không làm một việc gì cả mà nằm với vẻ mặt buồn bã bơ phờ như vậy. Thưa cha thân, khi cha đi hái các loại trái, vân vân, một nữ nhân đến cám dỗ con và muốn đem con đi, nhưng con không đi vì chưa được phép cha. Con bảo nàng ngồi tại chỗ ấy chờ đợi con đến. Nay thưa cha thân, con muốn ra đi." Bồ Tát biết rằng con mình quá say mê luyến ái, không thể từ bỏ nữ nhân ấy, bèn nói: "Này con thân, con cứ đi đi. Nhưng khi nào cô ấy muốn ăn cá thịt vân vân, và cần dùng các món bơ chín, muối, gạo vân vân, và sai con đi tìm để mang về cái này cái khác, làm con mệt mỏi, con hãy nhớ âm thất của cha và chạy trốn về đây." Rồi Bồ Tát cho đứa con đi. Đứa con ấy cùng với nữ nhân đi về chỗ ở của dân chúng. Nữ nhân ấy về nhà mình, khi cần vật dụng gì liền sai người tình đi lấy: "Hãy mang thịt về, hãy mang cá về." Khi ấy đứa con trai suy nghĩ: "Nữ nhân này hành hạ ta chẳng khác đầy tớ hay người nô lệ của mình." Cậu liền bỏ trốn đi về với người cha, đảnh lễ cha rồi đứng dậy và nói bài kệ này: "Hạnh phúc đời sống tôi, bị nữ tặc cướp mất, nhân danh là vợ tôi phải nấu phải nướng, phải múc nước gánh nước, phải xin muối xin dầu." Rồi Bồ Tát an ủi con trai, dạy cậu tu tập lòng từ, lòng bi, hạnh hỷ và hạnh xả, và trình bày đối tượng thiền quán. Người con trai ấy không bao lâu đắc các thắng trí và thiền chứng, cùng với người cha được sanh lên phạm thiên giới. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết giảng về các sự thật. Cuối bài giảng, tỷ kheo ấy chứng được quả dự lưu. Bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau: người thiếu nữ béo mập thời ấy là người thiếu nữ béo mập hiện nay. Kula Tabasa là tỷ kheo bị luyến ái, còn người cha là ta vậy.